Cuối giờ sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp ông Kuroiwa Juji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bày tỏ vui mừng vì Thống đốc tỉnh Kanagawa đã có tình cảm đặc biệt và dành thời gian đến thăm thành phố Đà Nẵng trong dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản, trong đó Kawasaki và Yokohama là hai thành phố thuộc tỉnh Kanagawa đã ký kết quan hệ hợp tác với thành phố. Bí thư Thành ủy mong rằng trên cương vị của mình, Thống đốc sẽ tiếp tục đóng góp cho mối quan hệ này, làm cầu nối hỗ trợ xúc tiến các chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Nhật nói chung và tỉnh Kanagawa nói riêng trên nhiều lĩnh vực. Cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình của lãnh đạo thành phố. Thống đốc Kuroiwa Juji bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, nhất là những nỗ lực trong phục hồi kinh tế xã hội của thành phố sau đại dịch COVID-19. Thống đốc nhấn mạnh hiện nay, tỉnh Kanagawa đang tập trung triển khai nhiều chương trình hợp tác mới, chủ yếu về phúc lợi và an sinh xã hội, là những chương trình phù hợp với các địa phương như Đà Nẵng. Mong muốn lãnh đạo thành phố sẽ tạo điều kiện để kết nối và thúc đẩy các chương trình này, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên.